tôi là luật sư Từ Huy Hoàng và xin quý vị nhớ, the law is on your side. Phú Tài xin gửi lời chào và lời cảm ơn với tất cả những quý khán thính giả luôn ủng hộ những chương trình của Phú Tài cũng như là những talk show mà Phú Tài được gửi tới tất cả quý vị qua màn ảnh nhỏ. Và ngày hôm nay rất mong quý vị cùng nán lại với Phú Tài trong vòng 30 giây để cùng đến với một talk show mà qua đó chúng ta có thể biết được thêm nhiều những kiến thức cũng như là cập nhật những cái vấn đề về luật pháp. Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình The Law is on your side cùng với hai vị luật sư được biết tới rất là nhiều trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này. Phú Tài xin gửi lời chào tới luật sư Từ Huy Hoàng cũng như là Tony Watertick. Xin chào Phú Tài cũng giống như là quý vị khán giả của đài. Lần nữa chúng tôi rất là vui mừng đã tới với quý vị để chia sẻ những kiến thức luật pháp trên chương trình The Law is on your side với luật sư Từ Huy Hoàng. Vâng. Xin chào quý vị, everybody. Oh, hello. Wow. Thank you. That's thank all you. I can say. Thank you, luật sư Từ Huy Hoàng and Attorney Watertick. So, cũng như là với tất cả quý vị cũng biết là trong thời gian gần đây, thì ông Donald Trump đã khi mà trúng cử vào chiếc ghế tổng thống của Hoa Kỳ thì ông đã đưa ra những cái yêu sách cũng như là những cái dự luật của mình về immigration, về luật di cư và qua đó siết chặt hơn nữa cái luật di cư. Và thông qua chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được gửi tới với tất cả quý vị những vấn đề cũng như là những kiến thức mà có thể xảy ra khi mà quý vị đang có những cái lo ngại về di cư, bảo lãnh gia đình cũng như là bảo lãnh cho vợ chồng. Thưa luật sư and Attorney Watertick, and so as you know, Donald Trump administration rushed to remove any or all the immigrant, the undocumented immigrants, as well as granted the bills for the legal change or to tighten the immigration. So my question is, how these circumstances or situation could affect the program for the family sponsor as well as for the marriage sponsor? Thưa luật sư Từ Huy Hoàng. Khó của những yếu sách của ông Donald Trump là chúng tôi trong mấy tuần này có thấy rất là nhiều biến chuyển. Thứ nhất là trong những cái diện bảo lãnh như diện vợ chồng, diện vị hôn thê, thì chúng ta thấy là những cái hồ sơ vị hôn thê hoặc là vợ chồng đi phỏng vấn mà không có được chấp thuận và họ gửi về để điều tra thêm thì chúng ta thấy có những chuyện xảy ra. Cái thứ nhất là trước đây đó, tại vì quá nhiều hồ sơ thì sở di trú như là bên ICE họ không có thời gian để mà điều tra thêm. Mà chúng ta đã thấy vài vụ mới đây là bên ICE, nghĩa là bên cảnh sát của sở di trú đã tới nhà của từng cái người được bảo lãnh về diện vợ chồng để mà điều tra coi hai người có sống chung hay không. Và tất cả những chứng minh để mà họ điều tra thêm. Sau khi điều tra rồi họ về, họ đưa ra một cái bản điều tra là họ thấy như thế nào. Xong rồi bên ICE cũng gửi giấy tờ tới cái người đó và bắt lên trình diện để mà phỏng vấn. Cập nhật nhất là một cái hồ sơ chúng tôi thấy là đã bị từ chối. Thì thường thường khi từ chối thì bên sở di trú họ gửi cái đơn từ chối. Nhưng mà trong trường hợp này tôi thấy họ gửi thêm một cái đơn để mà đưa cái người này ra trước tòa trục xuất. Rồi cộng thêm trong cái thời gian đang xử chưa tới ngày tòa đi trục xuất, thì bên ICE, bên cơ quan sở di trú đã gửi một cái thư mời lên để phỏng vấn riêng. Thì khi chúng ta thấy những cái thơ đó thì là chỉ có một lý do mà tại sao mà họ muốn phỏng vấn trước khi đi mình ra tòa. Nghĩa là họ đang muốn coi tìm hiểu coi cái tình trạng di trú như thế nào để mà họ có thể trục xuất được hay không. Wow. Yeah. Cảm ơn luật sư Từ Huy Hoàng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thì Tài cũng có theo một cái số liệu thống kê vào cuối tháng 11/2016 của Trung tâm Visa Quốc gia Mỹ thì đã có hơn 200.000 người Việt đang chờ thủ tục bảo lãnh qua Hoa Kỳ. Và nếu như mà một số dự luật siết chặt về cái vấn đề di cư do ông Donald Trump đưa ra đó thì sẽ những cái đơn bảo lãnh này thì chỉ có 8.400 lãnh gia đình thuộc diện 2A, đó là vợ chồng con cái dưới 21 tuổi sẽ được thông qua, nhưng còn hơn 250.000 đơn sẽ bị hủy bỏ. Và đại diện của ông Tổng thống Donald Trump thì cho một cái thông cáo mới cho biết rằng ông ủng hộ những cái dự luật này bởi vì nó phù hợp với những ưu tiên trong chính sách của ông Donald Trump. Wow, rõ ràng đây là một cái thông tin rất là đáng lo ngại với tất cả những người Việt mà đang có những người thân đang chờ được bảo lãnh của Hoa Kỳ này. Thì không biết là theo luật sư Từ Huy Hoàng, ông có những cái lời khuyên hoặc là những cái lời tư vấn gì với tất cả những người mà đang trong những cái tình trạng rất là khó khăn đến thời điểm hiện nay hay không?
Cái quan trọng nhất là chúng ta nếu mà bị bệnh thì phải đi bác sĩ. Mà nếu mà đụng vào vấn đề luật á, thì phải đi gặp luật sư để cho mà luật sư có thể nhìn vào hồ sơ, giống như cái hồ sơ mà chúng tôi vừa mới nói là cái người thân chủ này bị gửi đơn ra để mà đưa ra trước tòa trục xuất là một. Hai là trong thời gian đó lại được nhận một cái đơn từ sở di trú, cảnh sát sở di trú lên để phỏng vấn. Thì khi mà bị cái đó phải gặp luật sư liền để chúng tôi chuẩn bị hồ sơ. Chứ không thôi khi đi phỏng vấn có thể sẽ bị bắt. Thì trong cái trường hợp này chúng tôi đã coi xem xét lại cái tình trạng của cái người sắp bị đi phỏng vấn. Thì chúng tôi thấy là lý do mà ở lại dù đã quá hạn, đã bị từ chối. Tuy nhiên có những cái exception, nghĩa là những cái cách mà chúng ta có thể chứng minh với sở di trú là tại sao người này không nên bị trục xuất hoặc bị bắt. Ví dụ như người này đã có một cái relationship, có một quen một người mới mà có thể bảo lãnh cho họ là một hai vấn đề. Nhiều người có vấn đề là có thể là chống chế độ, khi mà trước khi họ đi họ đã có những cái well found fear of persecution, nghĩa là họ đã có sự sợ hãi là nếu họ ở lại họ có thể bị nghiêm trọng về vấn đề tánh mạng, hoặc là có thể bị giữ bại bởi cảnh sát hoặc công an của bên Việt Nam. Thì có những cái điều khoản đó, thì khi mà nhân viên ICE họ phỏng vấn, họ sẽ không có lý do giờ bắt giữ người này vô, tại vì người này sẽ có một cái cách được luật sư đại diện. Thì sau những cái phỏng vấn đó, chúng tôi đã thấy là nhân viên ICE họ cũng chỉ nói là ok thôi về đi, rồi thời gian sau chúng tôi sẽ mời lên hỏi tiếp là chuyện đó là xảy ra như thế nào. Thì cái đó rất là tốt, thì vì chúng ta không muốn bị bắt vào trong sở di trú, vào trong đó là không có cách nào ra, rất là khó khăn. Bởi vậy nên cái lời khuyên của tôi đó là phải gặp luật sư liền lập tức, và luật sư phải am hiểu cái hồ sơ để mà giúp cho cái người thân chủ để mà tránh những cái tai nạn như vậy. Vâng, và kính thưa quý vị, chúng Phú Tài cũng xin được phép giới thiệu với tất cả quý vị, tổ hợp luật sư Từ Huy Hoàng là một trong những tổ hợp luật sư liên bang với rất là nhiều những kinh nghiệm, đã có hơn 15 năm qua về những tai nạn xe cộ, di trú, di dân. Và mọi thông tin thắc mắc quý vị cũng có thể gọi điện cho tổ hợp luật sư Từ Huy Hoàng tại số điện thoại ở ngay vùng Fountain Valley, văn phòng Fountain Valley, với số điện thoại 714-636-6030. Và luật sư Thủy Hoàng còn một số những cái văn phòng ở trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, như là ở Houston, Texas, quý vị cũng có thể gọi với số điện thoại 713-981-7191. Ở vùng Los Angeles County, quý vị có thể gọi vô 626-307-4000, 626-307-4000. Và ở trên vùng Las Vegas office với số điện thoại là 702-357-8717, 702-357-8717. Và mọi thông tin thắc mắc quý vị cũng có thể gửi thư, nếu như quý vị nào đang ở vùng Little Sài Gòn, khu rất là phải nói là một thủ đô của những người Việt tị nạn của mình, thì quý vị cũng có thể gọi vô số điện thoại, hoặc là gửi tin nhắn, hoặc là gửi email để mà có thể biết thêm chi tiết với cái physical address, địa chỉ cụ thể đó là 16185 trên đường Broker Street, thành phố Fountain Valley quý vị nhé. Trở lại với luật sư Từ Hoàng and attorney Walter Tick. So when I heard that attorney to talk about the ICE, đó là một trong được xin được phép dịch với tất cả quý vị, đó là về cảnh sát sở di trú. So when I heard he talk about the ICE, can you describe a little bit about the action as well as the movement, the responsibility for the ICE, what they do for the immigration? This is a terrible thing to say, but they're basically the goon squad. Oh. They're the people who go out, kick down the doors, and arrest people and send them back to wherever they came from. Oh, wow. So they're the police department. They're the they're the bad guys. The Spanish, the Mexicans used to call them migra. Oh. So, yeah, you don't want ICE anywhere near you. They're very bad. Dạ vâng. Mời luật sư có thể giúp cho tất cả quý khán thính giả dịch lại những gì mà luật sư theo luật sư Walter nói là ICE là một cái cơ quan cảnh sát của sở di trú. Thì quý vị không muốn gần cái cơ quan đó, tại vì họ cái công việc họ làm là chỉ trục xuất và bắt. Nên khi mà chúng ta nhận được những cái thư từ bên ICE là nó còn không còn nằm vào cái vấn đề mà di trú để giải quyết nữa, mà là nó nằm vào vấn đề có họ
phỏng vấn để có đủ bằng chứng để bắt chúng ta hay không, để mà trục xuất hay không thôi. Và Tài có biết trong một số vụ thì đơn thử, đơn cử như là những cái ví dụ Tài xin được phép đưa ra với tất cả quý thính giả cũng như với luật sư Từ Huy Hoàng, thì một cái case về bảo lãnh vợ chồng và thủ tục đang gần sắp xong rồi, vậy thì liệu cái cơ quan cảnh sát di trú ICE, gọi viết tắt là ICE này đó, có thể nào mà trục xuất người vợ hoặc người chồng trở về nước kia không, mặc dù là sắp xong rồi, thủ tục đã gần như là sắp xong rồi, thưa luật sư? Thủ tục gần sắp xong nghĩa là chưa xong. Mà nếu mà chưa xong thì cơ quan ICE không có lý do gì để mà trục xuất. Họ có một cái họ có thể làm là họ điều tra. Nếu mà bên cơ quan sở di trú đang chiếu xét hồ sơ, và khi họ chiếu xét hồ sơ họ thấy có một cái vấn đề cần phải điều tra, thì họ sẽ liên lạc với ICE để điều tra, rồi cho biết cái report. Nó giống vậy nè, giống như cảnh sát đụng xe, khi chúng ta bị đụng xe thì cảnh sát tới điều tra. Điều tra xong họ cho cái biên bản thì lúc đó mới biết ai lỗi ai phải. Ví dụ như vậy, thì cũng giống như ICE là sở chú đang chiếu xét hồ sơ. Tuy nhiên họ có vài thắc mắc thì họ, một là phỏng vấn cái người đưa đơn, hai là họ đưa qua bên ICE để mà phỏng vấn nếu họ không tin tưởng cái người đưa đơn. Và thường thường thì khi mà những cơ quan cảnh sát của sở di trú ICE mà tiếp xúc với những cái người đang trong cái thời kỳ bảo lãnh đó, vậy thì thời gian diễn ra sẽ là bao lâu thưa luật sư? Có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu mà họ muốn điều tra. Dạ vâng, ý phú tài là nếu như mà họ đã điều tra và họ gửi cái đơn này thì trong khoảng thời gian bao lâu thì sự việc này mới kết thúc? Thường thường khi mà họ có cái biên bản từ bên ICE rồi đó thì họ sẽ quyết định. Nếu họ quyết định chấp thuận thì chúng ta được thẻ xanh. Nếu họ quyết định không chấp thuận thì họ sẽ làm cái notice intent to deny, nghĩa là họ cho một cái bản thư đề là chúng tôi có ý định để từ chối cái hồ sơ này vì vấn đề này. Thì cái lúc đó là cái người đưa đơn hoặc là người được bảo lãnh phải gặp luật sư để luật sư viết trả lời lại là lý do tại sao không nên từ chối hồ sơ này. Vâng, kính thưa quý vị, và mọi thông tin chi tiết mà nếu như quý vị đang gặp những cái trở ngại về di trú, quý vị cũng thể gọi cho văn phòng luật sư Từ Huy Hoàng ngay trong khu Niro Sài Gòn với số điện thoại là 714-636-6030, 636-6030. Hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp với lại văn phòng luật sư ở đây, thì có rất là nhiều những người nhân viên chuyên nghiệp luôn giúp cho quý vị có được những cái lời khuyên cũng như là lời tư vấn. Và nếu như mà quý vị đến với văn phòng luật sư thì luật sư Từ Hoàng cũng như là những người nhân viên luôn giúp cho quý vị có được 15 phút consultation, những lời tư vấn hoàn toàn miễn phí quý vị nhé. Đến ngay với văn phòng luật sư Từ Hoàng tại số 16185 trên đường Broker Street, thành phố Fountain Valley, đối diện với lại nhà hàng Denny's cũng như là Tip Top Sandwich. Và một lần nữa rất mong quý vị vẫn giữ băng tần của talk show The Lawyers on Your Side. Attorney Walter Tick, luật sư Thủy Hoàng và Phú Tài sẽ trở lại với tất cả quý vị trong một khoảng thời gian sau những quảng cáo.